Xin chào các em, và ngày hôm nay chị Chim Xinh sẽ tô màu bức tranh cát mèo Hello Kitty. Mèo Hello Kitty của chúng ta đang mặc đồ theo phong cách Nhật Bản nè. Wow, ở đây chị có khá là nhiều màu cát, những hũ cát rất là đẹp như thế này. Chị Chim Xinh mua những hũ cát này chỉ có giá 3.000 đồng một hũ thôi đó các em. Quá đẹp phải không? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi tô màu tranh cát nhé.
em ơi, không quá khó để chị Chim Xinh có thể hoàn thành việc tô màu bức tranh cát này rồi. Đây là một bức tranh cát tô màu cũng khá là đơn giản ha. Chi tiết nó rất là ít và chi tiết nhỏ cũng ít. Đa phần là chi tiết lớn rất là dễ tô. Mèo Hello Kitty của chúng ta đang mặc một bộ trang phục truyền thống của người Nhật Bản là kimono. Chị đã sử dụng kim tuyến màu hồng và những bông hoa màu đỏ, nơ cũng màu hồng trên nền xanh lá cây. Các bạn nhỏ có góp ý gì cho chị Chim Xinh về bức tranh cát này để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cây chuông để nhận được thông báo nha. Còn bây giờ chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu của chị. Hẹn gặp lại các em trong video sau nhé.